Dạ vậy em tới. Dạ. Ê, gớt bọc đồ, gớt bọc đồ. Nam mô Di Đà Phật à. Trời ơi, con làm mẹ hết hồn vậy. Vô nè không. Trời ơi. Bác hai vô hình mà ngồi ăn vẫn đẹp. Cô mẹ đâu mẹ bưng như mẹ. Dương Út nhà quay giùm. Vườn nhà ngoại nè. Đào chín nè chị Tú ơi, dạng đào nè.
Ê, ăn gì chưa? Bữa nay khách đông không được ra ngoài. Dạ. À, ăn cơm chú hai. Dạ. Bác hai gọi nó lấy cái lỗ mũi nó ra ên nó luôn. Thôi lấy lỗ mũi nó ra ên nó. Hay vậy đó. Dạ. Vậy ta. Đóng lại đóng cửa lại cho lấy lỗ mũi nó lấy ra ên này. Đó. Đó có nó quay phim được á. Có chó mà chỉ là mở cửa rồi là nó mở lên nó đi ra ên rồi. Dạ. Cái lỗ mũi lại hại lắm luôn á. Rồi nó quậy lắm, hay đeo theo con nó cắn tối ngày luôn. Bẩm bẩm con chó bự của bác hả? Dạ. Dạ con chó bự đó. Con của bác hai đang nuôi mà sao con bác gái nó quá trời la tao luôn. Sao vậy bác hai?